Trần Bia Nải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn. À, xin phép bà con và các bạn hôm nay thì Trần Bia Nải lại à, muốn tâm sự với luật sư Bình về một chút à, như thế này. À, luật sư ạ, à, người ta có cái câu là cá không ăn muối thì cá ươn. Nhưng mà thầy thì không phải là cha mẹ của em nhưng mà thầy là ở cái vị trí đặc biệt. Thế cho nên người ta bảo nhất tự và vi sư bán tự vi sư thì em lại chẳng có hiểu được cái đạo lý như ấy. Đó như thế thì thôi em không tôn trọng thầy thì thôi. Cứ đi ngược lại với cái quốc gia dân tộc nhiều thì thầy thì là thầy của em thì thầy cũng không bỏ được em. Bao nhiêu lần khuyên em rồi, nhắc nhở em rồi nhưng mà em không nghe. Đấy để đến nỗi bây giờ là mình chẳng biết là Đảng Nhân dân Cách mạng à, hành động của em là nó em là Phó Chủ tịch Đảng mà nó nó, nó đến đến nỗi là người Chủ tịch Đảng của đối xử với em như thế nào là em phản bội Đảng của mình rồi lại đi đi sang đầu quân cho Việt Tân rồi lừa thiên hạ bằng cách là suốt ngày đi đánh Việt Tân đấy rồi lại tuyên truyền đường lối Cách mạng trắng đấu tranh từng phần về nước. Bởi vì những cái việc này thì không phải cơ quan an ninh người ta cũng biết hết rồi Người ta đi im lặng mà kệ thôi để cho cái lực lượng uh, người dân có một tí hơi hướng cộng sản uh, ra để vạch mặt em thôi Dù sao thầy là thầy của em thì thầy cũng có cái quá trình là, uh, là, là trong quá trình dạy em thầy cũng hiểu em được ít nhiều Cho nên là những cái đường đi nước bước của em ấy thì uh, Nói chung thầy đánh giá là còn xanh và non lắm Hùng ạ Nó rất là xanh và non Đấy Tôi Tóm tắt lại cái video hôm qua à, Thầy mới dùng có hai chiêu thôi Chiêu thứ nhất là Thầy biết là em rất là sợ tình báo Hoa Nam Sợ người Trung Quốc nên tung ra một cái thằng cha căng chú kiết nào đó gọi là Đông Hà theo như cái mồm em nói lên Đấy, thế là làm hoang mang hết cả cái dư luận fan Hoàng Dư Hùng vội vội vàng vàng triệu tập một cái hội nghị từ đảng nhân dân cách mạng đến 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 cái gì ạ à, các thành phần của chính phủ Việt Nam đệ tam cộng hòa hòa rồi gì là gì Việt Tân ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà cộng sản họ tinh lắm Đấy lòi đuôi con hồ ly ra thì giăng một nhát lưới ra một cái là gì con hồ ly nó có thần thông quảng đại đến đâu thì nó cũng vẫn thua cái lưới của thạch xanh hết thế là nó mới bị phân hóa đội ngũ ra người thì bắt đầu bây giờ là chạy đi chiếu những video clip truyền hình nhân dân để bảo vệ bình yên biên giới phía bắc giữ yên vùng phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa nơi đồng bào dân tộc biên giới phía bắc phòng chờ, chờ, công tác chống ma túy không thấy bảo vệ hoàng duy hùng nữa Đấy. người thì từ giã cuộc chơi Đấy. Đấy còn một cái anh là trung thành tưởng là nó trung thành tuyệt bậc à, đó là cái anh cán bộ nguồn nông tiếng nói nhà nông ấy. À, cán bộ nguồn đã từng học trường nguyễn ái quốc mà phải không lý luận cộng sản ghê lắm nên là anh mới giả vờ phản biện cái tay Vũ Quang ở Hà Nội ấy Thì anh ấy mới đứng ra là anh tố cáo Hùng là Việt Tân Bởi vì anh tố cáo mấy lần ấy trong video clip ấy Cứ thế mà bây giờ luật sư Hoàng Duy Hùng phản bội lại tổ chức Việt Tân Phản bội lại đảng Việt Tân Hoàng Duy Hùng phản bội lại tư tưởng của Việt Tân Chứ Hoàng Duy Hùng không phản bội lại đất nước Hoàng Duy Hùng chỉ phản bội lại Việt Tân thôi đấy, đấy là cái điều thứ nhất nhá chả biết là em lựa chọn con người như thế nào, lựa chọn cán bộ nguồn như thế nào mà lại chọn là được những cái con người nó ghê gớm đến mức độ như thế, dạy con nhang đệ tử như thế à? thầy ngày xưa thầy có dạy em như thế đâu? hai năm rõ mười nhá, thế thì bây giờ là chính người của hùng bây giờ đi tố cáo hùng là việt tân nhá đừng có mà lòe bìm thiên hạ nên là suốt ngày mở mồm lên đưa clip ra là đánh phá việt tân thế này đánh phá việt tân thế kia nhé hùng chưa bao giờ đánh phá việt tân chỉ nói những cái việc hai năm rõ mười ai cũng biết rồi người ta bảo biết rồi khổ lắm nói mãi cái việc đấy thì kể lên clip làm gì đấy không phải là những cái chiến công đâu đấy là những cái đấy là những cái việc vớ vẩn phải không ạ đấy thế thì ngày hôm nay thì thầy cũng nói với hùng thế này cái, clip hôm qua ấy nói dở nói giang đấy nhưng mà hôm nay thì thầy nói là thầy làm hứa đấy thầy sẽ phá nghị quyết 36 của đảng phá à, phá bằng cách là phải xin xỏ bằng được cho tên khủng bố hoàng di hùng về nước lần thứ hai đấy, lần trước về là nó chưa ăn năn hối cải nó vẫn trực đánh phá trực diện vào đảng cộng sản đánh phá trực diện vào nhà nước và nhân dân hạ bệ bác hồ thôi đảng ta mở lòng một lần nữa đi cho tên khủng bố này về một lần nữa Đấy, về một lần nữa nó sẽ có được rất nhiều cái lợi Đấy, cái lợi thứ nhất thì à về, về thời gian đó nói trước là về thời gian là ít nhất là một tháng và nhiều nhất là ba tháng để đủ thời gian theo đuổi một cái vụ kiện tức là cái 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 cái, cái thằng con giang đệ tử này thứ nhất là nó có mắc hai cái tội cái tội thứ nhất là tội nó lại phản bội lại ý, hoàng duy hùng nó đi tố cáo Hoàng Duy Hùng là Việt Tân Cái tội thứ hai là nó cái tội là Hoàng Duy Hùng là Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Hành động cơ mà Có phải Việt Tân đâu à, Nó vu khống Đấy, Nó vu khống làm chặn con đường quay đầu vào bờ của Hoàng Duy Hùng Đấy, Cho nên là phải theo đuổi những cái thủ tục pháp và Thủ tục tố tụng ở, ở trong nước ấy, đối với những cái vụ kiện nó liên quan đến chính trị này nhạy cảm lắm nên phải đòi hỏi có nhiều thời gian thầy sẽ xin cho hùng ít nhất một tháng nhiều là ba tháng về theo đuổi bằng được cái vụ kiện này đấy thế thì điều thứ hai nữa thì thầy cũng muốn tâm sự với hùng thế này thế thì cái mẻ lưới thành xanh ấy mà thầy tung ra ấy thì làm phân hóa hết cả cái đội ngũ là cán bộ dưới quyền của hùng là cài cắm cơ sở rồi Người thì bây giờ giã từ vũ khí Người thì đầu hàng núp bóng Người thì bắt đầu lẳng lặng Im mồm Thế còn mỗi một mình Lê Bảo ấy tưởng nó lại dũng cảm Nó dũng cảm nhưng mà nó lại một mặt nó đi tố cáo hùng Nhưng mà không biết cái động cơ của nó là tố cáo nó có tố cáo thật hay không Thì thầy thì thấy có một cái điều thế này Ê, Hùng với Bảo trao đổi với nhau lại đi Nhá cũng khả năng là bảo này cái cái, cái 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 tay 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 cán bộ nguồn này ấy cái tay cán bộ nguồn đã từng học trường cao cấp lý luận Nguyễn Ái Quốc ấy đấy à, Nguyễn Ái Quốc hai ở Long An ấy thì khả năng là thấy đồng đội xa lưới quá nhiều rồi quay đầu nhiều quá đi là mất kiểm soát tinh thần và lộ ngay ra cái 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 quan điểm chính trị lỗi rồi thế đây bằng chứng là hôm qua là bằng chứng là hôm qua là đã 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 lộ ra cái quan hệ chính trị là như thế này 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 thì các cuộc cái 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 liên minh các cuộc vận động thành lập liên minh cách mạng trắng nhằm khôi phục Việt Nam Cộng Hòa của tay cán bộ nguồn này bị lộ đấy Thế anh cán bộ nguồn này ngay lập tức đặt vấn đề là kiểu như đấu tranh từng phần theo sách lược của Hùng ngay Nó vẫn trung thành với sách lược của Hùng là đấu đấu tranh từng phần đấy Đấy bây giờ đặt ngay vấn đề nha À bây giờ tổ chức một cuộc tham khảo ý kiến của bà con cô bác và toàn dân Xem số lượng người ủng hộ và phản đối luật sư Hoàng di Hùng đi xem Đấy tham khảo ý kiến bà con cô bác và toàn dân đi xem số lượng người ủng hộ và phản đối luật sư Hoàng Duy Hùng nhá thế này có phải là đấu tranh từng phần không bây giờ nó dùng từ rất nhẹ là nó tham khảo ý kiến của bà con cô bác nha rồi khi việc này xảy ra nó trở thành cái gì ạ nó 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 nó, nó trở thành cái gì ạ dùng cái từ tham khảo ý kiến sau đó thì sẽ trở thành trưng cầu dân ý phải không có đúng không à anh cán bộ nguồn à hùng, hùng, hùng. À, hoàng duy hùng hỏi lại quân cán của mình xem lại có phải ý tứ nó thế không sau đó là trở thành gì à, hả trưng cầu dân ý nhỉ lại thấy rất là giống cái mùi mùi trưng cầu dân ý của cái gì nhỉ chính phủ <laughs> đệ tam việt nam cộng hòa của đào minh quân đấy lại thấy cái giống mùi trưng cầu dân ý rồi đó. đấy thế thì từ đây người ta mới suy luận ra ngay rất là đơn giản thôi cần như suy luận sách lược của đào minh quân có ở đây trung thành với cách mạng trắng nhá đúng không ạ thế thì bây giờ là rõ ràng là ngay cả việt tân cũng nằm trong viên liên minh cách mạng trắng này trong đó hùng nhảy sang là trở thành thành viên của việt tân rồi bây giờ lộ rồi chính phủ đệ tam việt nam cộng hòa cái chính phủ có 36.000 tỷ và 12 sư đoàn quân ấy cũng nằm trong liên minh cách mạng trắng của Hùng nhá. Đấy, rồi Đảng Nhân dân cách mạng trắng, Đảng Nhân dân cách mạng hành động là Hùng làm phó chủ tịch Đảng là cũng ba cái tổ chức này nằm trong một liên minh nhá. Nằm trong liên minh chắc chắn 100% này nhá. Đấy, chỉ vì cái cái anh cán bộ nguồn này ấy, sau khi bị lộ là nó mất bình tĩnh, nó không kiểm soát được tinh thần nữa là là nó, nó vội vội vàng vàng là muốn trưng cầu dân ý. À, thế mình lộ ra cái chuyện này khổ thân hùng đấy <laughs> thế thì cố gắng mà bảo nhau đi nhá đấy thế thì thế, 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 nói thực sự là thầy cũng xin lỗi hùng Với lại xin lỗi anh cán bộ nguồn xin lỗi nhá cái thằng khủng bố đã bị cấm nhập cảnh về đất nước Việt Nam thì thôi còn đã bị lại còn cấm nhập cảnh luôn ở 10 nước ASEAN nữa thì mày đại diện cho ai à. cái thằng khủng bố ấy nó là cái gì trong mắt người dân Việt Nam mà cái anh cán bộ nguồn này lại đã từng học trường lý luận cao cấp Nguyễn Ái Quốc này ở Long An kia lại đòi đem ra trưng cầu dân ý anh cán bộ nguồn ơi anh cán bộ nguồn đã từng học trường lý luận cao cấp Nguyễn Ái Quốc 2 ở Long An ơi anh đại diện cho ai và cho tầng lớp nào à, thậm chí hỏi sâu thêm tí nữa là cho cái đảng phái chính trị nào đang hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đưa ra cái đòi hỏi này hả à, đưa ra yêu sách để trưng cầu dân ý trước toàn dân à, trả lời đi không trả lời được thì cầm mồm đi hay là nhờ 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 bố Hoàng Diệu Hùng trả lời cho nhá. À, khát khao trưng cầu dân ý để đưa một thằng khủng bố trở về làm lãnh tụ đất nước phải không? À, cái khát khao trưng cầu dân ý này nó 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 thật, cái tinh thần nó hoang mang rồi nó khắc bộc lộ ra, nó bộc lộ ra tất cả những cái nỗi sợ hãi nên vội vàng và hành động đặt vấn đề trưng cầu dân ý ngay phải không? Nó vừa là cái sự chia rẽ liên minh, phản đối lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau. Thế vội vội vàng vàng làm trước đi. Chứng cầu dân ý, tham, à, tham khảo ý kiến bà con, trong đó trở thành chứng cầu dân ý, trong đó là trở thành à, biểu tình bạo loạn lật đổ. Phải không? Đấy, cách mạng trắng, cách mạng màu đấy. Cộng sản chuẩn bị đâm, bị đâm lút cán rồi đấy, Hoàng Diêu ạ. đấy. đấy thế thì đó nó cũng là cái triệu chứng khác về cái nhu cầu nhu cầu cái gì nhỉ hoàng duy hùng hay nói nhỉ nhu cầu dân túy Đấy nhằm khôi phục việt nam cộng hòa của các anh ấy, đúng không Đấy. thế thôi nhá thế ngày hôm nay nói chuyện với hoàng duy hùng thì đến như thế thôi nhắc nhở cái anh cán bộ nguồn ở long an ấy một vấn đề ở cái clip ấy còn nhiều vấn đề lắm tôi sẽ nói sau nhưng mà bây giờ tôi nói vấn đề này là bây giờ là anh muốn đặt vấn đề trưng cầu tham khảo ý kiến bà con và ý kiến toàn dân nhá tức là trưng cầu dân ý gì phải không đấy chứng cầu dân ý xong rồi đưa bố hoàng duy hùng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế về để, trở thành lãnh tụ ở đất nước phải không khôi phục việt nam cộng hòa và lá cờ ba que sỏ lá nền vàng ba sọc đỏ đúng không hãy đợi đấy nhá đã nhắc trước rồi đánh nhau với người cộng sản khó lắm hỏa khí phân tán nhân lực phân tán nhưng khi người ta dùng hỏa lực thì nó lại tập trung <laughs> à, nhắc cho cái anh 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 ngày xưa là ngụy bây giờ là cán bộ nguồn học trường nguyễn ái quốc à, hai lý luận cao cấp nguyễn ái quốc hai ở long an ấy là thế này cái thời cực thịnh của việt nam cộng hòa ấy luôn nêu cao cái cái gọi là chính nghĩa quốc gia được lòng dân lắm không biết được lòng dân thế nào mà cách thủ phủ của sài gòn của các anh chưa đầy 70 km có địa đạo củ chi và từ người mỹ cho đến dân ngụy các anh hạ có bao giờ nổi cách dinh độc lập tức là cái phủ tổng thống của các anh ấy, chưa đầy 4 km thì người ta có hàng chục cái kho vũ khí trong nội thành sài gòn có được làm dân không làm gì có cái lòng dân cái chính quyền cái việt nam cộng hòa của các anh đã trở thành thây ma rồi còn sống còn không được lòng dân để người cộng sản người ta hoạt động công khai như thế Thích đánh vào đại sứ quán là đánh được vào đại sứ quán Tổ chức một cái ngày dỗ ông Diệm thì Xong rồi lại bảo là cái cái ngày quốc khánh của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa ấy, Người ta cũng tặng cho 24 quả đạn pháo mà chẳng bắt được ai Trắng Cộng sản đấy Được lòng dân lắm đấy không? Bây giờ khôi phục Việt Nam Cộng Hòa đi Mời bố Hoàng Di Hùng của anh về nhá Tôi là thầy của nó đấy tôi là thầy của nó nên mà nếu mà anh dựng được cái thầy mai lên anh mời bố được bố hoàng di hùng về tôi cũng được thơm lây <laughs> con mình làm nguyên thủ quốc gia à học trò của mình là nguyên thủ quốc gia thơm thế <laughs> ừ. Ê, trần văn hải xin trân trọng kính chào luật sư bì bì hoàng di hùng trân trọng kính chào anh anh tiếng nói nông dân hai cán bộ nguồn từng học trường cao cấp lý luận Nguyễn Ái Quốc hai tại Long An và giờ, lời cuối cùng dành đến bà biên ải là xin trân trọng kính chào bà con kính chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã uh, hy sinh mất uh, 17 phút trong cuộc đời để uh, nghe trần biên ải dạy dỗ học trò và tâm sự cùng anh cán bộ nguồn trân trọng kính chào các bạn.